chá rê. Nhiều người khoác áo cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Xuất gia tâm chẳng xuất gia, bao nhiêu xấu ác trong nhà còn yên. Lòng đầy hư vượng sân si, mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhàn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cấm Dân đã ôm bài xong, mến mời bàn tay của huynh Quách Tha Ná. Dạ, sa thu lành thay xin cảm ơn. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 307. Dạ, cảm ơn là xin trạm đồng xin nhật truyền. Cho biết nghe rõ. Tassavakanthabhavaho papathamma asanyata papapapehi kammehi nirayante upapachare. Tassavakanthabhavaho papathamma asanyata papa papi hikamehi nirayante upapachare. Kasavakantha bahavo papa thamma asanyata papa papi hikamehi nirayante upapachare. Kasavakantha bahavo papathamma asanyata papapahehi kammehi nirayante upapachare. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Xuất gia tâm chẳng xuất gia, bao nhiêu xấu ác trong nhà còn y. Lòng đầy hưu vượn sân si, mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhàn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Kể thêm à. Kassavakanthabhavo papathamma asanyata papa papi hikamehi nirayante upapachare. Kassavakantha bahavo papa thamma asanyata papa papi hikamehi nirayante upapachare. Kassavakantha bahavo papa thamma asanyata papa papi kamehi nirayante upapachare. Kassavakantha bahavo papa thamma asanyata papa papi kamehi nirayante upapachare. Dạ, là đúng rồi. Dạ, mến mời xin rằng lên. Sa thú huynh Vát Tha Ná. Dạ, sau đây con xin kể lần thứ hai trong khi chờ đợi sư Tịnh Đạt trở lại đạo tràng. Kính mời quý vị nha. Dạ, Rằng Đông xin đọc. Đi kiếm bài. Kassavakantha bahavo
pa pa tham ma asanya ta pa 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 pe yi gam me hi ne ri ne ra yang te hu pa pat cha re ka sa wa kang tha ba ha vo pa pa tham ma asanya ta pa 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 pe hi kam me hi ni ra yang te upapacare ka sa wa kang tha pa ha vo pa pa tham ma asanya ta pa 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 pe hi kam me hi ni ra yang te upapacare. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cà sa wa cầm tha ba bù, ba ba thầm ma a sanh nha ta. Ba 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 bê hi cầm mê hi ni ra dân tê. U ba ba re ka sa wa kam tha ba ha vu ba ba tham ma a san nya ta ba 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 pe hi kam me hi ni ra yang te u ba ba cha re. Xuất gia tâm chẳng xuất gia, bao nhiêu xấu ác trong nhà còn yên. Lòng đầy hư dưỡng sân si, mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhàn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và chị Trần Đạo còn trước máy không? Kính mời chị giơ tay. Mời sĩ Sai Minh, mời cô Cẩm Vân. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, sa số xích càng đông. Xích càng đông ơi, chưa đủ 10 lần mới, hình như mới 4-5 lần rồi, xích càng đông ơi. Dạ, Nam Mô Bút Thà Giá, Nam Mô Âm Mà Giá, Nam Mô Sẵn Kha Giá. Còn cái nịnh lệ Đức Phật, còn cái nịnh lệ Giáo Pháp, còn cái nịnh lệ Đức Tăng, còn cái nịnh lệ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong gươm. Con xin đọc hôn bài câu Pháp Cú số 357. Ca sa quá can tha phá khá khô pa phá tâm ma á sanh nha ta pa 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 pê khí tâm mê hí ní ra dằn tí ú pa pát chá rê ca sa quá can tha pa ha vô pa pa tham ma á san nha ta pa 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 tê hí cam mê hí ní ra dằn tê ú pa pát chá rê ca sa quá can tha pa ha vô pa pa tham ma á san nha ta pa 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 pê hí cam mê hí ní ra dằn tê ú pa pa cha rê ca sa quá cam tha pa ha vô pa pa tham ma á san nha ta pa 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 pê hí cam mê hí ní ra dằn tê ú phá phát chá rê. Nhiều người khoác áo cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Xuất gia tâm chẳng xuất gia, bao nhiêu xấu ác trong nhà còn y. Lòng đầy hưởng sân si, mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhàn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và công nhân đã
xong bài xong mới mời bằng tay của Sức Thái Minh. Dạ, sa thứ lành thầy. Chị ơi, chị có lẩm nhẩm là chị niệm được 10 lần chưa vậy? Trời. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được đọc lại lần hai cú bồ. Dạ. Câu 307. Ca sa va can tha ba vô ba ba tham ma san nha ta. Ba 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 bê hi cầm mê hi ni ra dàn tề u ba ba cha rê. Ca sa va can tha ba vô ba ba tham ma san nha ta. Ba 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 bê hi cầm mê hi ni ra dàn tề u ba ba cha rê. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ca sa va cam tha ba vô ba ba tham ma sam nha ta. Ba 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 bê hi cầm mê hi ni ra dàn tề u ba ba cha rê. Ca sa va cam tha ba vô ba ba tham ma sam nha ta. Ba 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 bê hi cầm mê ni ra dàn tề u ba ba cha rê. Ca sa va cam tha ba vô ba ba tham ma san nha ta. Ba 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 bê hi cầm mê ni ra dàn tề u ba ba cha rê. Xuất gia tâm chẳng xuất gia, bao nhiêu xấu trong nhà còn y. Lòng đầy hư vượng sân si, mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhàn. Ca sa va can tha ba vô ba ba tham ma san nha ta. Ba 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 bê hi cầm mê hi ni ra dàn tề u ba ba cha rê. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ca sa khoa can tha ba vô ba ba tham ma san nha ta. Ba 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 bê hi cầm mê hi ni ra dân tế u ba ba cha rê. Xuất gia tâm chẳng xuất gia, bao nhiêu xấu ác trong nhà còn y. Lòng đầy hư vượng sân si, mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhàn. Phụ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ chưa đủ 10 lần đâu, nhưng mà thôi hết rồi. Dạ, kính dâng mít lại đạo tràng ạ. Dạ sa thú, kính cảm ơn cô ấy mình. Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, con thành kính lãnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Và cảm ơn Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và con xin được ôn bài Pháp Quốc Kinh 307. Và cảm ơn Vinh Quá Thanh Á cho bài học. Và Nhật Quỳnh mến chào Sức Tâm Phương lần thứ hai. Tâm Phương có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Tâm Phương nghe được âm thanh Nhật Quỳnh cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nghe Tâm Phương. Và kính chào Sát Tí Amata và vào đạo tràng. Ca sa quá cành thà ba ha vô ba ba bà ba thầm ma a san nha ta. Bà ba ba bê hi cầm mê hi ni ra dằn tê ư bắp bát cha rê. Chuẩn bị tinh thần nghe Tâm Phương. Nhật Quỳnh mời Tâm Phương lên tỉnh Pháp Sư đó nghe. Nếu Tâm Phương cầm bít được. Ca sa va cành tha ba ha vô ba ba thầm ma a san nha ta. Bà ba ba bê hi cầm mê hi na ra dằn tê ư bắp bát cha rê.
ca sa va can tha ba ha vô ba ba tham ma a san nha ta ba 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 be hi cam me hi ni ra yang te u ba ba u ba ba cha re ca sa va can tha ba ha vô ba ba tham ma a san nha ta ba 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 be hi cam me hi ni ra yang te u ba ba cha re ca sa va can tha ba ha vô ba ba tham ma a san nha ta ba 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 be hi cam me hi na yang hi ni ra yang te u ba ba cha te. Nhiều người khoác cà sa ác hạnh không nhiếp phục người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Và đây là bản chữ ngữ của Ngài Hoàng Minh Châu. À ca sa quan à ca sa qua khanh cà thả ba ha vô ba ba tham ma a san nha ta ba 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 be hi cam me hi ni ra yang te u ba ba cha re ca sa wa can tha ba vô ba ba tham ma a san nha ta ba 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 bê hi cam mê hi nể ra văn tê ư ba ba cha tê ca sa qua canh ta ba ha vô ba ba tham ma a san nha ta ba 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 bê hi cam mê hi nể ra văn tê ư ba ba cha rê ca sa qua canh thập ba ha vô ba ba tham ma a san nha ta ba 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 bê hi cam mê hi nể ra văn tê ư ba ba cha rê. Sa thú, con thấy sư trở lại đầu tràng rồi, con mừng quá. Xuất gia, tâm chẳng xuất gia, bao nhiêu xấu ác trong nhà còn y. Lòng đầy hư vượng sân si, mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhàn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Tâm Phương cô ấy Minh. Cảm ơn Xích Trần Đông Quỳnh Quát Tha Ná Xích Trần Đạo đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời nhà Tâm Phương thỉnh pháp sư, mà sư đã có mặt rồi nghe Tâm Phương, nên là Tâm Phương thỉnh nhanh nhanh để đạo tràng còn học bài. Rồi mời Tâm Phương. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ cung kính niệm lễ chư đại đức tăng cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Và con Tâm Phương kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ. Trời lỡ mộng đặng nhờ ánh sáng tổ hoa lành rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên văn ngậm ngùi khẩn khoan vẫn nhận lời những chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lòng giá ngày dời chẳng sang. Thiết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nêm vương vô dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pha 45 mai giam vàng. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều hạnh phúc thành đoàn nhân viên, giúp cho phiền não xóm yên trở mau, dây liền kiểm sao.
Nếu trễ gắng gặp Phật nào, nhậm trì đóng giác làm sao cũng thành. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ con kính dâng biết lại cho Đại Đức Tịnh Đạt, vì tất cả Phật tử cũng đã chuẩn bị, con xin thỉnh sư dâng biết để thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ kính cảm ơn Huỳnh Quá Thế Nái, cảm ơn chị Đồng Đông và kính ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ con xin dâng biết lại cho Đại Đức ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ kính đảnh lễ chư tăng và muốn chào toàn thể quý vị có mặt trong room diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Để đi vào buổi học tối hôm nay, kính thỉnh chư tăng và quý vị chúng ta cùng lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadhemi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sankhang Namami. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ lời đầu tiên cho Tịnh Đạt sám hối chư tăng và đến hội chúng đã làm trễ thời gian của quý vị bởi vì có lý do cá nhân. Và bài học ngày hôm nay đó là câu kệ ngôn Pháp Cú số 308, phẩm Địa Ngục Nirayawakko. Câu kệ ngôn số 308 có nội dung như sau: Seyo ayogulo puto tato akisikupamo yanche puncheya dosilo rata bindamasanyato. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hừng hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Minh dịch của ngài Minh Châu. Đi về chờ cho thí sinh. Sayo ayo gulo puto tato akisi kupamo yanche punceya dusilo ratha pindama sanyato. Thà ăn vào hòn sắt cháy rực tợ như ngọn lửa tốt hơn là người ăn nhờ vật thực bộ mà ác giới và không có sự thu thúc. Bản dịch của ngài Yên Đá Chanh Đá Chánh Thân. Và chúng ta sẽ học đầu tiên là về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú này. Thưa quý vị, câu đầu tiên đó là Seyo ayogulo puto. Seyo nghĩa là tốt hơn. Seyo là tốt hơn. Ayogulo có nghĩa là hòn sắt. Puto, puto bắt nguồn từ Punchati. Punchati, Punchati, cái từ này chúng ta hay bắt gặp ở một cái từ rất là quen đó là Punchati là ăn á, nhưng mà nó đang ở một cái thể quá khứ phân từ và chia theo nam tánh vị ngữ Á số ít. Thành puto đã được ăn vào. Và câu thứ hai là tato akisikupamo. Tato akisikupamo. Tato có nghĩa là đã cháy rực.
cháy rực hay là đường cháy đỏ, cháy rực, tát tô, ác kí si khu pa mô, ác si ác kí si khi phu pa mô. Ở đây từ này là từ ghép bởi ba từ ác kí cộng si khi cộng với từ upamak. Kí là ngọn lửa, xí khi cũng là ngọn lửa, upama, upama đó, upama là nghĩa là ví như hay là tợ như. Rồi chúng ta đi vào câu thứ ba. Danh chê phun chê giá đút si lô, danh chê phun chê giá đút si lô. Danh chê có nghĩa là dân, và chê dân ở đây là nghĩa là việc nào hay là điều nào. Phun chê giá, phun chê giá là có thể ăn. Có thể ăn. Đút si lô đây là từ ghép bởi một cái tiếp đầu ngữ đú cộng với lại si lá. Si lá là giới thưa quý vị. Cho nên khi mà ghép lại thì nó sẽ tạo thêm một cái âm S nữa, nó thành đút si lô, đút si lá là ác giới. Ác giới. Cái từ chê, chân danh chê là từ chê là nếu à. Và câu thứ tư, câu cuối cùng là Rattapinda Masanyato. Rattapinda Masanyato, Damasanyato. Rattapinda Masanyato ghép được bởi hai từ, đó là Rattapindang Asanyato. Rattapindang Asanyato. Nếu cái hi táo này khi mà ghép lại thì nó bị xóa đi, thành là Rattapinda Masanyato. Rattapindang có nghĩa là vật thực của quốc độ. Vật thực của quốc độ. Asanyato. Asanyato có nghĩa là không được thu, không được thu thúc. Rattapindang Asanyato. Asanyato. Và như vậy là chúng ta đi qua về cái phần ngữ vần của câu kệ ngôn phúc cú số 308 này. Một lần nữa, câu phúc cú số 308 có nội dung như sau. Sayo ayo gulo putto tato akisiku pamo yanche punche yadusilo rattapinda masanyato. Tốt hơn nuốt hòn sắt trái đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Hay là bản dịch, bản phổ thơ của Ngài Giới Đức là: thà rằng sắt đỏ nuốt tươi, thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ngửa bát trên tay ăn nhờ vật thực đông tây tính thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới loạn thành nhớ cho. Và đó là bản phụ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Và thưa quý vị, câu kệ ngôn pháp cú này có một cái duyên sự cũng khá là đặc biệt, bởi vì liên quan đến một phần của bộ luật tỳ kheo hay là luật
Patimokkha. Và đặc biệt nữa đó là liên quan đến một cái phần luật rất rất là quan trọng của sinh mạng của một vị tỳ kheo. Chúng ta có thể nói là sinh mạng của một vị tỳ kheo. Bởi vì khi mà phạm vào trong cái điều giới luật này thì một cái vị tỳ kheo xem như là mất đi cái phẩm hạnh, trở thành một cái người không còn là một vị tỳ kheo nữa. Và từ đó cho đến cuối đời, có chăng thì trở lại xuất gia thành một vị Sayyi Samanera. Thưa quý vị, cái câu kệ ngôn pháp cú 308 này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Vesali. Hiếm hoi khi ta thấy là Đức Phật Ngài thuyết và ngự tới một cái thành phố khác, thường là ở Savatthi, nhưng mà đây là thành Vesali. Đề cập đến chư tỳ khưu trú gần sông Quắc Cá Mú Đa. Con sông Quắc Cá Mú Đa này ở trong Pali Proponem từ điển đó thì cũng có đề cập đến con sông Quắc Cá Mú Đa là con sông tại xứ gọi là xứ Quách Chi. Và trên cái bờ sông này có một cái đạo sĩ tên là Vô Sách Chá và có 500 tùy tùng. Ở đây không có đề cập đến cái câu chuyện duyên sự này ở trong cuốn từ điển Quắc Cú Mu Đa. Chúng ta trở lại cái duyên sự tích truyện của ngày hôm nay. Câu chuyện này liên quan đến điều Parachika, và cụ thể đó là điều Parachika là điều bất cộng trụ đó. Bất cộng trụ tức là không có sống chung, không có sự hòa hợp trong cái phẩm hạnh, hay là Parachika, Parachit. Ở các nơi Phật giáo xứ đạo thì sử dụng luôn cái từ Pali, Parachit, Parachit. Cụ thể đó là điều Parachit thứ tư, khoe khoang Pháp Thượng Nhân. Khoe khoang Pháp Thượng Nhân. Để nói rõ trong cái câu kệ liên 308 này thì chúng ta sẽ đi qua cái phần luật tạng trong tạng luật trong tâm tạng kinh điển hệ phái Theravada đã được các vị thánh tăng, các ngài trưởng lão kết tập và trùng tụng và lưu truyền mãi đến ngày hôm nay, được khắc lên lá buông, được khắc lên những cái lá thép bằng đồng, được khắc lên những cái tảng đá, khối đá, và được in thành sách, và ngày hôm nay được phổ biến ở trên mạng Internet. Và những cái bài kinh tam tạng này được các cái hội đồng văn học hay là các cái nơi có tín nhiệm cao, bởi vì có cái lịch sử rõ ràng, được ghi chép, được truyền thừa, cho nên tam tạng kinh điển thuộc hệ phái Theravada bằng tiếng Phạn, tiếng Pali được cái sự tín nhiệm rất là cao. Chúng ta không nói nhiều về cái nguồn gốc, mà chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của cái điều Parachit thứ tư trong tạng luật. Sẵn ở đây thì thưa quý vị, một cái điều đó là thường thì chúng ta nghe đến tạng luật đó, thì chúng ta nghĩ ngay là giống như là những cái luật như ngoài xã hội, luật hình sự, luật kinh tế, luật thương mại, vân vân, luật dân sự, nó rất là khô khan.
bản thân Tịnh Đạt thì cũng tiếp xúc với nhiều người, thì và cái việc mà học luật để mà áp dụng hay là để tránh né, đôi khi luật là luật trên giấy tờ, còn áp dụng ở trên ngoài xã hội thì lại một cái điều khác hẳn. Cho nên phần đông khi mà nói về luật đạo đó thì chúng ta sẽ mường tượng giống như luật đời, nhưng thật sự không phải là như chúng ta nghĩ. Bởi vì trong tạng luật, nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta có cái cơ hội mà chúng ta tìm hiểu đó, của cái bộ tạng luật của Ngài In Đá Chân Đá Chánh Thân, Ngài dịch sang tiếng Việt và đặc biệt là song ngữ Pali Việt đó, thì chúng ta sẽ đọc trong đó, ngoài những cái việc mà Đức Phật Ngài khiển trách, Ngài chế định những cái điều học, những cái điều giới nhằm giúp cho các vị xuất gia có được cái đời sống lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn, tránh đi những cái lời ra tiếng vào, tránh đi những cái ác nghiệp, giữ được cái mạng mối của Phật giáo. Bởi vì tạng luật coi là xem là cái sinh mạng của Phật giáo, luật còn thì Phật giáo còn, mà luật mất thì Phật giáo cũng mất luôn. Thì ngoài những cái việc giới học, điều học mà Đức Phật Ngài cấm và khuyên răn, trong đó còn những cái điều rất là hữu ích và lý thú, giống như là cuộc đời của Đức Phật, lịch sử về Phật gia, các vị thánh tăng, và bên cạnh đó nữa là chúng ta sẽ cảm nhận được cái một điều, đó là nếp sinh hoạt ở trong thời kỳ còn Đức Phật tại tiền, tức là trong hội chúng tăng già thời kỳ Đức Phật, chúng ta sẽ thấy rất là gần gũi. Nó không phải như là chúng ta nghĩ Đức Phật hay là chư tăng thời kỳ xa xưa là những cái vị tiên, vị thần hay là những một cái gì đó rất là xa xôi. Và chúng ta đọc vào trong tạng luật thì chúng ta thấy là có những hình ảnh mà ngay trong hiện tại chúng ta vẫn có thể bắt gặp được, giống như là hình ảnh chư tăng đi bát nè, chư tăng đi quá độ những cái nơi xa xôi hẻo lánh nè, rồi chư tăng cư kiết hạ nè, rồi chư tăng gặp những cái điều lạ trình lên Đức Phật nè, rồi chư tăng lại có những cái lời nói không phải phép là trình lên Đức Phật nè. Coi như là một cái đời sống phải nói là gũi, mà nếu mà chúng ta để ý và chúng ta chịu khó đọc tạng luật đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy là Phật giáo rất là thiết thực ở trong cái đời sống hiện tại, chứ không phải là như là những cái bài kinh trong tạng kinh, đó là những cái lý pháp. Thưa quý vị, là tạng kinh và tạng ví dụ pháp được xem như là lý pháp, cách dạy cho cái người tu Phật, cái cách thức để mà biết phương pháp để mà tu hành, hay là biết cái phương pháp, cái nào đúng, cái nào sai. Chứ lịch sử Phật giáo, nếu nói về đời sống thì tạng luật rất là nhiều cái hình ảnh trong đó. Và kính cũng xin kêu gọi các vị hãy chúng ta đừng có ngại khi mà nói về tạng luật Phật giáo. Chúng ta nghĩ rằng thưa quý vị một lần nữa, đó là hoàn toàn không có khô khan đâu, mà trong đó chúng ta sẽ tìm thấy rất là nhiều cái hình ảnh mà chúng ta có thể cảm động. Cũng giống như là hôm nay chúng ta sẽ học liên quan đến cái điều luật thứ tư, Parachit thứ tư, liên quan đến đời sống của một vị tu sĩ. Và nhân cái cơ hội này, Tịnh Đạt cũng xin trình bày cái hình ảnh đó như thế nào, mà Tịnh Đạt nói là nó rất là gần gũi đời sống sinh hoạt trong thời kỳ bây giờ. Lúc bấy giờ đó, thưa quý vị, đã đến cái thời kỳ vào tháng An Cư mùa mưa, là giống như là thời gian hiện tại chư tăng đang an cư mùa mưa từ rằm tháng 7 cho đến rằm tháng 6 đến rằm tháng 10 đó, hay là 3 tháng an cư mùa mưa theo kinh điển.
Thì nhiều vị tỳ khưu, một nhóm vị tỳ khưu đi an cư mùa mưa tại một cái vùng xa xôi, một cái vùng đó được gọi là Vakkumuda, ở cái xứ gọi là xứ Vachi, ở xứ Vachi. Thì cái truyền thống, thưa quý vị, ngay trong hiện tại mà chúng ta đi về những cái Phật giáo miền Tây hoặc là ở những xứ đạo Thái Lan, thì ngay cả Sri Lanka vẫn còn cái truyền thống này. Tức là trước cái mùa an cư đó, chư tăng ở trong vùng hay là chư tăng đệ tử của cái ngài trưởng lão ở trong cái vùng đó, hay là ngài trưởng lão của các vị đệ tử trụ trì, thì trước cái ngày an cư đó sẽ chư tăng sẽ tập trung về, sẽ hẹn với nhau một ngày cố định, sẽ hẹn giờ với nhau để mà tập trung về ngôi chùa của cái vị trưởng lão, cái ngài hòa thượng, và trình lên ngài hòa thượng là năm nay nhà chùa nhập hạ được bao nhiêu vị, tăng chúng được bao nhiêu, và xin cái lời giáo giới cũng như là cái lời khuyến khích trong 3 tháng an cư mùa mưa sắp tới cho có được cái sự tốt đẹp. Cái truyền thống này có từ thời Đức Phật, chư tăng sẽ đến thăm viếng Đức Phật trước khi vào cái mùa an cư và xin Đức Phật xem cái cơ tánh và cái cơ duyên như thế nào để mà thực hành một cái pháp tu trong suốt 3 tháng hạ đó. Và với cái cách này thì nhiều vị đã thành công. Tức là đôi khi Đức Phật thì cho là ông hôm nay trong 3 tháng này ông tu về hơi thở, 3 tháng an cư này ông hãy tu về tâm, giữ tâm thanh tịnh, ông hãy tu về quán thân thể trược, vân vân. Thì Đức Phật ngài gợi ý những cái đề tài. Thì thưa quý vị, nhóm các vị tỳ khưu đã từ giả Đức Thế Tôn về cái khu làng ở xứ Vách Chi gọi là Vakkumuda để mà an cư mùa mưa. Thì trong cái xứ Vách Chi trong cái thời gian đó lại là bị một cái nạn gọi là nạn khan hiếm về vật thực đó. Nói chung là trong cái mùa gọi là thất thu, không có thu hoạch được, rồi lại nhiều cái dịch bệnh, xã hội nó rất là kinh tế nó rất là khó khăn, và dân chúng tìm cái ăn cái mặc rất là cực khổ. Thì nhóm vị tỳ khưu này khi mà đến nhập hạ đó, thì dân chúng họ rất là hoan hỷ, dân chúng họ rất là hoan hỷ để mà ủng hộ cũng như xem như là hộ trì hộ độ cho các vị tỳ khưu này nhập hạ. Nhưng mà thưa quý vị, thì họ chỉ hoan hỷ và hộ độ trong cái chừng mực khả năng, và họ để dành cái vật thực đó cho cha mẹ vợ con và bản thân họ để nuôi sống qua ngày. Họ chỉ hộ độ trong cái khả năng của họ thôi. Thì nhóm vị tỳ khưu này cảm thấy là bây giờ khó khăn quá, đi bát khất thực thì đường dài, đi lâu mà không có được bấy nhiêu, thức ăn thì không có nhiều, lại là khô khan, vật thực thì khan hiếm mà không được cái đồ ngon, đồ vừa ý nữa, thì làm sao mà tu đây? Các vị này mới bàn với nhau, hay là chúng ta hãy tìm cách để mà cho cái người cư sĩ đó, tìm cách làm cho sao cho người cư sĩ họ cúng dường hộ độ nhiều hơn. Thì thưa quý vị, thì ban đầu thì trong nhóm các vị tỳ khưu đưa ra ý kiến hay là mình đi làm công, đi làm ăn công đó, mà ăn công nhật đó, giống như những thợ cày ruộng hay là tưới rau hay là đi múc nước, xách nước, thì những công việc mà được trả công đó thì không cần phải đi khất thực nữa. Khi mà làm những công việc đó thì gia chủ họ sẽ tính công và họ trả bằng những cái vật thực.
còn cái việc khác thì không đồng ý. Nó thôi làm công làm chi, hay là chúng ta làm công việc khác là đưa tin đi, tức là đưa tin tức, báo tin tức để mà cũng là ăn công nhật. Thì cuối cùng một ý kiến đồng thuận nhất trí ở trong nhóm các vị thị khu đó là xét thấy trong nhóm mình cũng ai cũng từ trên xuống dưới rất là hòa thuận, không có cãi cọ nhau. Thì bây giờ chúng ta giả bộ đi, chúng ta giả bộ hiền thiện hơn, thánh thiện hơn. Rồi bản thân mình thì mình không có nói năng gì nhiều, mà đi gặp người cư sĩ đó, mình cứ khen cái người huynh đệ của mình đó, à cái vị đó là cái vị thấy cái vị ông nghiêm trang, mắt lúc nào cũng ngó xuống, quay nghi lúc nào cũng chậm rãi, cái vị đó là cái vị đắc thiền đó, cái vị đó là vị thánh đó, quý vị cái vị đó là tốt lắm đó, các vị có cúng dường thì lại vị đó cúng dường phước báo nhiều lắm. Ở vị khác cũng vậy, gặp người cư sĩ khác thì cũng khen cái người đồng phạm hạnh của mình, tự mình khen mình thì nó ngại quá, hoặc là có khi cũng tự mình khen mình. Rồi cứ như vậy thì làm cho những cái người cư sĩ hộ độ ở xung quanh đó, họ bị lầm tưởng là một cái điềm hạnh phúc, một cái may mắn cho xóm làng, bởi vì được đang hộ độ cho các vị tu hành chân tu, những vị đắc thiền là những vị thánh, cho nên họ không có tiếc của cải hay là vật thực tích trữ lại trong nhà, ngay cả những cái vật thực để mà chống chọi với cơn dịch, chống chọi qua cái hạn nạn đói, họ cũng mang đến để cúng dường hộ độ cho nhóm vị thị khu đang nhập hạ tại xứ Quắc Cơ Mu Đa này. Thì quý vị biết là cái cách này của nhóm vị thị khu đó rất là thành công, và họ giữ như vậy cho đến cuối mùa an cư. Thì quý vị biết thì khi mà hết mùa an cư thì những cái vị đi nhập hạ nơi khác đó, không có ở chung với Đức Phật đó, sẽ tụ họp về gặp Đức Phật để mà trình lên 3 tháng mùa mưa, 3 tháng an cư sẽ được thành công như thế nào, có những khó khăn gì, hay là thành tựu những pháp môn nào để mà trình lên Đức Phật. Thì không biết có nhóm khác như thế nào, nhưng mà riêng cái nhóm Quắc Cơ Mu Đa này, trong cái nạn đói khó khăn, khan hiếm và vật thực, nhưng mà các vị này trong tướng vẻ rất là không có gì xảy ra, mà lại xem như là hồng hào, phốt pháp, đầy đặn, mặt mày thì sáng rỡ, thân tướng thì khỏe mạnh. Thì không chỉ Đức Phật mà các khác cũng làm lạ, bởi vì trong cái thời gian mà nạn đói khó khăn thì ai cũng ốm o gầy mò, ai cũng cực khổ hết, đi mưa đi nắng rồi phải đi xa, phải đi lâu mà thức ăn cũng không được như ý. Cho nên nhìn cái nhóm các vị tỳ khưu ở Quắc Cơ Mu Đa thì quá là khác biệt. Thì Đức Phật ngày đó hỏi thăm, và sau khi hỏi thăm đã biết được cái cớ sự, biết được cái cách thức của nhóm vị tỳ khưu này sống ở trong 3 tháng hạ mùa mưa. Thì thưa quý vị, thì Đức Phật này rất là không có đồng ý đối với cái cách làm của các vị tỳ khưu này. Đức Phật này đã khiển trách, ngài khiển trách rất là nặng, và cái từ mà Đức Phật ngài khiển trách đó là Mu-ri-sa, thưa quý vị, này kẻ rồ dại đó, thật không có đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm, vân vân. Đức Phật ngài đã khiển trách làm cho những cái vị này nhận ra cái lỗi lầm của mình. Ngài khiển trách: bởi vì nguyên nhân kia các ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ như gần chết khi mà gặp cái nạn đói đó, nhưng khi tan rã sân thác chết đi, các ngươi lại có thể sanh vào bất cứ khổ bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ địa ngục. Nếu mà để đói mà chết thôi đó thì chỉ chết một kiếp thôi, còn bây giờ mà sử dụng cái cách lươn lẹo
để qua mặt thí chủ, người hậu độ, mà trong khi đó người ta đang cơ cực những cái thức ăn mà người ta không dám ăn, ta không dám đem cho cha mẹ ăn, vợ con ăn, mà họ đem cúng dường hậu độ cho các cái nhóm tỳ khưu này, thì phải nói là một cái cách làm rất là tàn nhẫn. Giống như là vì cái lười biếng, vì cái gọi là không có siêng năng trong cái việc đi khất thực, không có chịu cực khổ trong cái thời gian nạn đói, bệnh dịch hoành hành, mà các vị này dùng cái cách lương lẹo để mà có được cái thức ăn dễ dàng, thì phải thật lòng mà nói, các vị này sống ở trên mồ hôi nước mắt, tiếng gào thét của con nít khi mà đói, thật là tàn nhẫn. Thì chúng ta thấy đó là sau khi mà Đức Phật ngài khiển trách đó, thì các vị tỳ khưu này rất là hối hận. Và liên quan đến điều luật thứ tư đó, thì thưa quý vị, là sau khi khiển trách xong thì Đức Phật ngài đã thuyết bài pháp. Ngài thuyết bài pháp đó là nói về năm cái kẻ cướp lớn nhất ở trong thế gian, để mà nhắc nhở, khuyến cáo cho các vị tỳ khưu nhóm Quốc Cơ Bú Đa. Thì năm cái kẻ cướp này, thứ nhất là những cái hạng cướp, đó là cướp ngài. Thứ hai là những cái hạng cướp, tức là cướp về cái tri kiến, tức là học pháp luật, học về giáo lý xong đó, thì lại là cho là đó là tự mình ngộ ra, không phải là do ai dạy, hoặc là không phải là do kinh sách của Đức Phật, lời của Đức Phật, mà do tự mình nói ra, tự mình nghĩ ra, tự mình ngộ lấy, rồi mình đem thuyết giảng. Cái đó giống như là sự lương lẹo trộm cắp trong cái lòng cái tri kiến hiểu, hoặc là cái sự trộm cắp là kẻ cướp lớn thứ ba đó, đó là bôi nhọ phỉ báng các vị trong sạch, các vị chân tu, để mà có được cái quyền lợi từ cái người tín thí. Thứ tư đó là cái nghẹt kẻ cướp, giống như là bằng cách là mua chuộc những cái thí chủ đại gia, lấy lòng, sử dụng những cái vật dụng ở trong chùa, giống như là nồi niêu, son, chảo, bánh trái, rồi vật dụng trong chùa, bàn ghế, rồi ngay cả đất đai, để mà tặng hoặc là trao đổi hoặc là như thế nào đó, để mà lấy lòng cái người tín thí, hầu để được cái sự hộ độ, hầu để được cái sự cúng dường. Thì quả là một cái điều kẻ cướp lớn thứ tư. Và cái kẻ cướp lớn thứ năm, và được xác nhận đó là kẻ cướp lớn đứng hàng đầu ở trong các kẻ cướp khác, đó là khoe khoác lác về cái pháp thượng nhân mà thật ra là không có chứng ngộ. Thì đó là cái duyên sự ở trong cái bài kinh, trong cái câu pháp cú số 308, liên quan đến điều học Parachit thứ tư, đó là khoe pháp bậc thượng nhân. Và một lần nữa tình đàn xin nhắc lại là cái điều Parachit này rất là quan trọng, cũng giống như là sinh mạng của một vị thích khu, một vị tỳ khưu, một vị thích khu, một vị tỳ khưu. Xem chừng cái điều này cũng không quá là khó để mà vi phạm đâu. Bởi vì một khi mình có cái tâm lương lẹo đó, một khi mình có cái tâm lương lẹo để gây hiểu lầm, thì mình dùng cái từ hơi nhẹ, đó là Bồ Tát hứng đó. Khi mà mình có muốn cái ý định là giữ trang nghiêm, giữ trang nghiêm, làm cho người khác nghĩ rằng mình là người tu hành tốt trước mặt hội chúng đông người, thì
như vậy mình đã có cái tâm lương lẹo rồi, nhưng mà nó chưa đủ để mà xét vào cái paracet thứ tư này, nhưng mà đó cũng là xem là đã bắt đầu trong cái việc liên quan đến cái paracet thứ tư này. Bởi vì rất là dễ khi mà mình có cái sự lương lẹo làm cho người khác hiểu lầm mình là người tu hành chân tu chân chất, mình là người tu hành đắc đạo đắc pháp vân vân, để ngõ hầu lấy lòng hoặc là được sự tín nhiệm, để được sự cúng dường hộ độ đặc biệt hơn những vị khác, thì đó xem chừng phải nói là rất là dè chặt ở trong cái điều khoản này, cái điều học này, paracet thứ tư này. Thưa quý vị, thì sau khi khiển và thuyết pháp khuyến khích nông đúc tinh thần của các vị tỳ khưu, thì Đức Phật Ngài đã ngâm lên cái câu kệ 308 này: tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc đồ. Thì chúng ta thấy rằng với cái thời pháp thì rất là nhiều người đã đạt được lợi cao thượng, trong đó là có chứng quả được dự lưu. Thì quý vị chúng ta thấy rằng á, cái câu kệ 308 này nếu mà chúng ta đọc á, thì chúng ta cũng hiểu, tốt hơn là nuốt hòn sắt cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc đồ. Thì giống như là có giới đức thì chúng ta sử dụng tứ vật dụng, ok, không có vấn đề gì. Nếu như là ác giới, tu hành chỉ là hình thức bên ngoài, nhưng mà ban đêm hay là tối về thì sử dụng những cái hình thức khác chẳng hạn, hay là mình sống với một cái tư cách là người cư sĩ, một cái người tham đắm trong ngũ dục nhưng mà lại khoác áo cà sa, nhận được cái sự cúng dường hộ độ, thì tốt hơn là sử dụng những cái vật không có lợi ích gì như là hòn sắt đang cháy đỏ và có thể gây hại cho cái sinh mạng mình ngay trong một kiếp này thôi. Nhưng nếu mà không có cái sự tàm quý ghê sợ cái tội lỗi đó, mà để nhận lãnh cái những cái hộ độ mà trong khi đó là mình là cái người không có đàng hoàng không ra gì đó, thì cái hậu quả đó lại dẫn đến những cái kiếp xa xôi, sanh vào đọa xứ địa ngục, súc sanh bàn sanh vân vân. Thì cái hậu quả nó rất là to lớn. Trước mắt thì không, chúng ta không thấy. Chúng ta hay nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát đó thì hay là những người chúng sanh mà hướng đến về cái giác ngộ đó, họ rất là sợ về tạo nhân, nhân bất thiện đó, nhân ác đó. Rồi chúng sanh thì khi mà tạo thì không có sợ, nhưng mà khi quả trổ thì than khóc, kêu trời, kêu đất. Thì nếu mà chúng ta chỉ đọc ý nghĩa của câu kệ ngôn này thôi đó, thì chúng ta chỉ hiểu ở cái mức độ là cái pháp tu tập. Nhưng mà khi đọc kỹ hơn ở trong phần duyên sự, và đặc biệt hơn là chúng ta tìm hiểu ở trong cái phần tạng luật liên quan đến paracet thứ tư, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái câu này liên quan đến một cái nhóm các vị tỳ khưu ở xứ Nhập Hạ tại con sông gần sông Quát Cú Mú Đa. Và khi mà chúng ta hiểu được cái duyên sự này thì chúng ta sẽ thấm thía cái câu này hơn. Chúng ta sẽ không có bị hiểu sai lệch ăn đồ ăn quốc đồ ác giới là như thế nào. Thì một lần nữa thì cái tạng luật đó nó giúp cho chúng ta hiểu được cái gì. Không những là Đức Phật Ngài khiển trách và ngâm lên cái câu kệ này không, mà chúng ta còn hiểu được, thứ nhất đó là cái hoàn cảnh xã hội của cái câu kệ ngôn này, cái hoàn cảnh xử thời kỳ Đức Phật còn hiện tiền, là trong cái thời kỳ đó cũng có những cái khó khăn, cũng có cái lối sống lúc thì thịnh vượng ở những xứ sở đầy ắp những cái vật thực, giống như là những cái buổi lễ đám cưới hoành tráng của nàng Visakha hay là chu đáo người Supatra. Có những cái xứ thời tiết thất mùa, thất
không có thu hoạch gì được thì lại là thiếu ăn, thiếu mặc và thức ăn khan hiếm. Đó hoàn toàn là cái môi trường, hoàn toàn là cái diễn tả về cái sinh hoạt ngay trong cái thời kỳ Đức Phật. Và chúng ta sẽ khó mà tìm được những cái câu chuyện này, những cái lời giải thích này, những cái hình ảnh này trong tạng kinh hoặc là tạng vị pháp. Cho nên tịnh đàn cũng xin kêu gọi một lần nữa là chúng ta đừng có nghĩ và bỏ đi cái suy nghĩ tạng luật đạo là khô khan khó đọc, và chúng ta hãy nghĩ trong đó có những điều rất là hay và lý thú. Và qua cái câu kệ ngôn 308 này, tịnh đàn xin chia sẻ với hội đại chúng ở trong diễn đàn Kinh Pháp Cú chuyên đề về cái ý nghĩa duyên sự. Và xin kính chúc chư tăng, kính chúc quý vị được nhiều cái sức khỏe an khang và có nhiều cái niềm vui khi học Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học Pháp Cú số 308 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Vato sapa mangalang rakhanto sapa de vata sapa buddha anuva vena sada sati vantu te. Vato sapa mangalang rakhanto sapa de vata sapa dhamma anuva vena sada sati vantu te. Vato sapa mangalang rakhanto sapa de vata sapa sangha anuva vena sada sati vantu te. Tất cả phước ban có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia Nê Quá Pa Sâm Ti Vi Ha Ra Hoa Si Ni Thủ Vê Gá Rê Bù Thi Gá Rê Tạ Hình Tạ Hình Ta tham ma đa đề na ba hoàn tu bồ chi ta so thiền cán hoàn tề tha vi hà ra măng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sapana puta sukita pawan tute Chala bucha yepi cha anda sampawa Samseda cha ta athavo papatika Niyani kang thamma wa sang patit cha te Sape pidukha sakarantu sankhayan Tha tu chi rang sa tang thammo Thammathara chaputgala Sankho ho tu samakho va Athaya cha hitaya cha Amhe rakhan tu sakthammo Sappe pi thamma cha rino Puthim sampahuniyama Thammariyapma vedite. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập và rung nghe. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp.
kính chào tạm biệt công dân sinh xuống nít.